Xin chào các bạn, video ngày hôm nay Pendro sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng bút S011 và cái nét chữ của nó. Thì hôm trước mình có giới thiệu cái dòng bút S011 ngoài lá tre cho các bạn rồi. Thì hiện tại dòng bút của Pendro phân phối của Sao Thiên này thì có hai loại ngoài, một loại ngoài êm trơn và một loại ngoài lá tre. Thì hôm nay Pendro sẽ viết thử cho các bạn xem cái ngoài lá tre nó có ra cái nét được như nào nhé. Thì các bạn có thể thấy đây nó có các màu, hiện tại bên Sao Thiên đang ra những cái mã màu mới rất là đẹp. Thì dòng ngoài lá tre này cực kỳ gọi là bền và gọi ra nét chữ rất là đẹp, được mọi người yêu chữ viết rất là đánh giá rất cao. Thì hôm nay em rồi sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Ok, thì đây là một cái bút mình đã bơm mực vào rồi, thì cái ruột nó cũng là ruột xoáy thôi. Các bạn để ý đây, thì bây giờ mình sẽ viết một hai chữ cho các bạn xem. Góc nghiêng này viết chữ nó hơi khó, thì chữ mình không phải là quá đẹp chuyên luyện chữ nên là mình chỉ viết thử nét chữ cho các bạn xem nhé. Không nhiều bạn lại bảo là mình viết chữ nó chưa đẹp mà đã thử nét bút đúng không? Ok. Ra thanh đậm rất là tốt mọi người ạ. Ok, cái nét chữ của nó ra phim động cực kỳ tốt. Các bạn có thể nhìn cái đầu ngoài có thể tách được ra, tách ra và tạo những cái nét đậm, nét thanh rất dễ dàng. Đặc biệt là ngoài rất là bền nhé, cái độ hàn hồi rất cao. Bình thường các ngoài khác các bạn ấn như này nó hay bị quẻ ngoài, nhưng mà ngoài này nó lại về như bình thường. Tại vì cái thép của nó rất là xịn, cái thép rất là xịn, các bạn tạo thành đậm rất dễ dàng. Đấy, các bạn viết nhanh thoải mái, nó không bị ngắt mực và cái nét chữ ra rất đều nhé. Đây, mình viết cho các bạn xem các nét này. Nét chữ ra rất cực kỳ đều luôn. Ok, thì video này mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái ngoài rất là đặc biệt của ngoài của bút mực Sao Thiên S011 thôi, ra cái nét rất là đẹp. Thì các bạn có thể tham khảo trên website penbro.vn để đặt cái cây bút này nhé. Thì hiện tại bên Penbro phân phối dòng này khá là chất lượng, để cho các bạn viết và thi viết chữ đẹp, có thể luyện chữ thanh đậm rất là tốt. Ok, thì có các màu như này, các bạn có thể inbox vào fanpage của Penbro hoặc là bút mực Sao Thiên để đặt cái bút này nhé. Hiện tại thì Penbro đang phân phối dòng bút này và kiểm tra khá là kỹ, thì các bạn có thể vào Penbro đặt nhé. Ok, video của Penbro đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Nếu các bạn có thích mình review những cái sản phẩm nào khác về luyện chữ đẹp và những sản phẩm bút mực thì các bạn cứ comment bên dưới nhé. Nếu có thời gian thì mình sẽ nhập cái sản phẩm đó về và mình sẽ review chia sẻ cho các bạn biết để sản phẩm có tốt nên mua hay không, để các bạn có thể sử dụng mà đỡ phải mất công mua về xong rồi lại phải test thử xem có tốt không, thì mình sẽ review cho các bạn trước khi các bạn mua nhé. Xin chào các bạn.